Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh giới thiệu xe của công ty ô tô Phú Cường. Em là Trang, nhân viên tư vấn xe của công ty ha. Thì ngày hôm nay em Trang xin giới thiệu đến quý khách hàng dòng sản phẩm Chiến Thắng với tải trọng lên đến 9 tấn và có cái thùng hàng rất là nhỏ gọn 6m2 nha, giúp quý khách hàng có thể là chở được nhiều mặt hàng đa dạng và khác nhau. Đầu cabin được thiết kế vô cùng sang trọng và bắt mắt cho quý khách hàng, trang bị hệ thống chiếu sáng bóng halogen và kèm theo hệ thống chiếu sáng đèn chiếu sáng ban ngày cho quý bác tài nha. Bên dưới còn trang bị đèn sương mù giúp cho bác tài lưu thông khi gặp thời tiết xấu, đảm bảo lái xe một cách an toàn và hiệu quả. Ga lăng với hốc tản nhiệt rộng giúp xe chúng ta làm mát động cơ tốt nha. Hệ thống gương với hai gương lớn với góc quan sát rộng giúp cho bác tài có thể quan sát tối đa phía sau xe, và bên trên còn trang bị thêm cho chúng ta một cái gương cầu lòi nữa nha, giúp chúng ta lái xe một cách an toàn và hiệu quả. Xe đi với kích thước thùng hàng lọt lòng, chiều dài lên đến là 6m2, chiều ngang là 2m2 và chiều cao là 2m11, được thiết kế với là 7 khoang mở giúp các tài lên xuống hàng hóa vô cùng thuận tiện. Và cái khung chuồng heo được thiết kế với vỉ mở nha, nên là giúp chúng ta lên xuống hàng hóa rất là tiện lợi. Xe đi với kích thước lớp là 8.25R16DRC, lớp sau là lớp đôi nên giúp xe chúng ta chịu tải rất là tốt nha. Về hệ thống khung gầm chassis, xe được trang bị hệ thống khung gầm chassis dạng tổ ong rất là chắc khỏe, giúp cho xe chúng ta chịu tải tốt. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và được trang bị một bình xử lý dung dịch ure cho quý bác tài. Thùng nhiên liệu làm bằng hợp kim nhôm cao cấp với sức chứa lên đến 200 lít nha. Và xe đi với khối động cơ máy quy chai dung tích làm việc là 3 chấm và đạt công suất 160 mã lực cho quý khách hàng. Bên trong khoang cabin thì vô cùng thoải mái, rộng rãi với 3 ghế ngồi, ghế là ghế nỉ cho chúng ta. Vô lăng trợ lực đánh lái nhẹ nhàng, trang bị máy lạnh, mồi thuốc, cổng USB và đặc biệt trang bị cho chúng ta một màn hình Android tích hợp camera lùi giúp cho các tài có thể giải trí khi lái xe rất là tiện lợi nha. Cần số thì với 6 số tiến và 1 số lùi, và dòng xe của chúng ta đã trang bị hệ thống thân hơi nên đảm bảo rất là an toàn. Và một điểm nổi bật đối với dòng xe Chiến Thắng đó là xe chưa ghế của bác tài là trang bị ghế hơi nha. Hiện tại thì trên thị trường chưa có dòng sản phẩm nào có giá ưu đãi như dòng sản phẩm Chiến Thắng này, với tải trọng lên đến 9 tấn thùng hàng 6m2 và chỉ với 150 triệu trả trước là có thể sở hữu ngay em nó. Góp vô cùng đơn giản chỉ với 180 ngàn trên một ngày. Chế độ bảo hành thì lên đến 3 năm, tương đương 100.000 km cho quý khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu đầu tư xe thì cứ đến ô tô Phú Cường để nhận được nhiều ưu đãi lớn nha.